Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ chính sang Trung Quốc ngay sau khi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để Trung Quốc nguôi giận. VOA tiếng Việt ngày 14 tháng 9 có bài Thủ tướng Việt Nam công du Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Theo VOA, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ công du Trung Quốc không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên mức cao nhất giữa lúc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 11 tháng 9 sau khi gặp mặt tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn truyền thông Việt Nam, theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 9 cho biết ông Chính sẽ công du Trung Quốc ngày 16 và 17 tháng này, theo lời mời của chính phủ Bắc Kinh. Các báo cáo trong nước đồng loạt đưa tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CA Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN, CA BIS, tại thành phố Nam Ninh ở tỉnh Quảng Tây, như những hoạt động chính của ông khi tới Trung Quốc. VOA nhận xét các lãnh đạo Việt Nam thường gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước hoặc sau khi tiếp đón hay công du Mỹ. Đây là một động thái được nhiều nhà quan sát cho là nhằm cân bằng quan hệ với hai siêu cường và tránh làm cho Trung Quốc tức giận. VOA cho biết trước khi có thông tin Tổng thống Biden sẽ đến thăm Việt Nam, ông Chính đã đến Bắc Kinh hội kiến Thủ tướng Lý Cường vào tháng 6. Tại Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đầu tháng 9, ông Chính lại gặp ông Lý Cường khi cùng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Tại cuộc gặp này, hai thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Vẫn theo VOA, chỉ vài ngày trước khi ông Biden tới Hà Nội, Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón trưởng ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Cuộc gặp được cho là nhằm tăng cường sự tin tưởng giữa hai đảng trong lúc Hà Nội và Bắc Kinh kỷ niệm 15 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, vào cuối tháng 8, ông Trọng đã cùng đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội, ông Hùng Ba, lên Lạng Sơn để tham quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, giáp biên giới hai nước. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 6 tháng 9 vừa qua. VOA dẫn truyền thông trong nước cho biết dự kiến sau khi thăm Trung Quốc trong tháng này, ông Chính sẽ đến Mỹ tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Chính dự kiến sẽ phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cũng như Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên cạnh các cuộc thảo luận tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đồng thời, VN Express cho biết, người đứng đầu chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ hội kiến với lãnh đạo chính quyền Quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước, cũng như một số hoạt động đối ngoại khác. Chuyến công tác Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau khi chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Biden, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm của Tổng thống Biden, bà Hằng được VN Express trích lời. VOA cho biết thêm, sau các hoạt động tại Mỹ, ông Chính sẽ tới Brazil trong chuyến thăm cấp nhà nước và dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Lula da Silva, cũng như gặp lãnh đạo Quốc hội Brazil. Brazil hiện là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thủ chính sang Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để Trung Quốc nguôi giận. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã qua đời sau những đồn đoán về việc ông bị mắc bệnh lạ. Ngày 14 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin cựu Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh qua đời ở tuổi 65. VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có những phát biểu cứng rắn về tranh chấp Biển Đông, qua đời ngày 14 tháng 9 vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi. Theo VOA, tướng Vịnh từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong 12 năm, trước khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2021. Khi tại vị, ông đồng thời là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương Đảng. VOA dẫn báo chính phủ cho biết, ông từ trần vào rạng sáng ngày 14 tháng 9 tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhưng không nêu chi tiết. Hình ảnh bản tin trên VOA.
Trong 12 năm làm Thứ trưởng Quốc phòng, ông Vịnh có nhiều đóng góp thúc đẩy đối ngoại quốc phòng Việt Nam phát triển như cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tổ chức các chuỗi hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN, báo chính phủ viết. VOA dẫn lời đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Gonzinowski chia sẻ trên Twitter: "Tôi tin rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nổi tiếng với lập trường không khoan nhượng trong các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông đã giành được sự tôn trọng quốc tế." VOA cũng dẫn lời nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng, trong thời bình, tướng Vịnh là người nổi trội trong số các tướng lĩnh Việt Nam khi bàn đến chủ quyền dân tộc và tranh chấp lãnh hải. Những đóng góp của ông cho an ninh khu vực, cho nền hòa bình của Việt Nam và trong ban giao quốc tế có những điểm sáng mà có thể nói là ông nổi trội hơn những tướng lĩnh khác cùng thời. Có thể nhờ thời gian ông làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, ông thu nhập được rất nhiều tin tức đa chiều, trái chiều, đa nguồn. Do đó, ông có cơ sở để đánh giá tình hình trong nước, tình hình khu vực, quốc tế để có những quyết sách tham mưu cho lãnh đạo cấp trên. Tiến sĩ Đinh Kim Phúc đánh giá cao lập trường và thái độ của tướng Vịnh trong các diễn đàn an ninh khu vực, ví dụ như Shangri-La, AFR. Ông có thái độ hết sức cương quyết, khôn ngoan, giữ vững lập trường bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và không để có sự va chạm bởi các siêu cường đang tranh giành quyền lực, cũng không làm mất lòng Trung Quốc, nhưng cũng không phải quỵ lụy Trung Quốc để mưu cầu một hòa bình gì đó cho Việt Nam. Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. VOA dẫn lại lời tướng Vịnh nói với báo giới trong nước vài tháng trước khi ông nghỉ hưu năm 2021. Không một ai ở đất nước này có suy nghĩ rời bỏ hoặc nhân nhượng về chủ quyền, đặc biệt là những nhà lãnh đạo. Nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các nhà lãnh đạo sẽ có tội rất lớn với đất nước. Trong quân đội, từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn. Chủ quyền lãnh thổ là điều chúng ta tuyệt đối không bao giờ buông tay. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên, vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình, tướng Vịnh nói với truyền thông trong nước vào năm 2020. VOA cho biết ông Vịnh được các quan chức ở Washington đánh giá rất cao về những nỗ lực trong việc bình thường hóa, giải quyết những vấn đề hậu chiến tranh, tẩy độc dioxin, quan hệ song phương về an ninh quốc phòng. Tướng Vịnh là quan chức Việt Nam chính của tôi trong việc giải quyết ô nhiễm dioxin tại các căn cứ quân sự cũ của Mỹ và nhu cầu của người Việt Nam bị khuyết tật nặng về thể chất và nhận thức do phơi nhiễm dioxin. Tôi xem ông ấy như là một người bạn. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy phát biểu tại Thượng viện Mỹ vào tháng 3 năm 2021. VOA cho biết thêm Thượng tướng Vịnh quê ở Thừa Thiên Huế là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cố chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam. Tướng Thành là người đã lãnh đạo lực lượng Cộng sản trong chiến tranh chống Mỹ cho đến khi qua đời. Cái chết của tướng Thành xảy ra trong một hoàn cảnh được cho là đáng ngờ vào năm 1967, hưởng dương 53 tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời sau những đồn đoán về việc ông bị mắc bệnh lạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.